Chuyện thứ 62, Đòi thuốc tiên. Lời dẫn: chúng ta muốn đi xa thì phải xuất phát ở chỗ gần, rồi từ từ đi đến chỗ mình cần đến. Đứa bé vừa sinh phải trải qua thời gian nuôi dưỡng mới lớn lên thành người. Thân thể bệnh lâu ngày, làm sao uống một thang thuốc mà bình phục được? Nhưng ở đời vẫn có người muốn nhảy một bước lên tận trời. Bạn nói có điều này không? Thuở xưa có một người đã bệnh lâu năm. Một hôm, ông ta than thở với vợ: nàng ơi, ta mắc bệnh thật là đau khổ. Khi thân thể mạnh khỏe có thể trèo đèo vượt suối, cho dù lạnh rét hay nóng bức cũng chẳng sợ. Lúc ngã bệnh rồi, chẳng những không làm được việc gì mà đi lại cũng khó khăn, còn phải làm phiền người khác chăm sóc. Thật sự ta đành bất lực, khổ quá đi thôi. Vợ ông nhỏ nhẹ an ủi: chàng ơi, đừng buồn đau than thở như vậy. Làm người ai mà không bệnh. Chàng hãy cố gắng chịu đựng, an tâm dưỡng bệnh, từ từ sẽ chữa khỏi thôi. Nếu như chàng cứ mãi suy nghĩ buồn rầu thì bệnh càng nặng thêm. Xin chàng hãy yên lòng, có thiếp chăm sóc chàng chu đáo, đừng buồn đau nữa nhé. Người vợ mời thầy thuốc đến chẩn đoán. Thầy thuốc bảo: bệnh ông nhà chỉ suy dinh dưỡng, vì suy nghĩ nhiều mà buồn rầu nên dẫn đến bệnh lâu ngày. Chỉ cần tinh thần thoải mái, sống an vui tịnh dưỡng thì bệnh sẽ khỏi. Sau khi bệnh khỏi phải ăn uống tẩm bổ. Bà đem gà và thuốc hầm chung để ăn, chẳng bao lâu ông nhà sẽ hồi phục sức khỏe. Vợ ông nghe thầy thuốc bảo, liền đi ra chợ mua một con gà và một thang thuốc bổ về hầm chung lại đem cho ông ăn, mong ông sớm bình phục sức khỏe. Nhưng ông ta lại nôn nóng mong hết bệnh ngay, lại hét toáng lên: tại sao thế? Thuốc ta cũng uống rồi, gà hầm cũng đã ăn, sao chẳng đỡ tí nào vậy? Ta thấy gã thầy thuốc này đúng là lang băm, nàng mau đi tìm thầy thuốc giỏi về cho ta, nhanh lên. Bài học đạo lý: ở thế gian này làm sao có thầy thuốc chữa bệnh lâu năm mà khỏi liền được? Mỗi người mắc bệnh đều do tích chứa lâu ngày. Chúng ta ăn uống hàng ngày thải ra chất độc trong cơ thể đưa ra ngoài không hết. Mỗi ngày dồn một chút trở thành bệnh. Khi uống thuốc điều trị bệnh cũng vậy, phải từ từ. Mỗi ngày chữa trị một chút mới có thể chữa trị tận gốc. Phương pháp trị bệnh có rất nhiều: tập dưỡng sinh, uống thuốc, tịnh dưỡng, tinh thần thoải mái, ăn uống điều độ, làm việc nghỉ ngơi hợp lý, chú ý giữ vệ sinh, vân vân. Phối hợp những điều trên mới có thể hết bệnh. Bằng không thì cho dù thầy thuốc tài giỏi cỡ nào cũng phải bó tay. Giống như một đống rác muốn dọn sạch nó cũng phải hút lần lần mới dọn sạch hết được. Chúng ta mắc bệnh uống thuốc cũng như vậy. Mỗi ngày uống thuốc, bệnh giảm bớt một chút. Sau khi bệnh hết rồi cũng phải bồi dưỡng nghỉ ngơi, mỗi ngày khỏe một ít mới hồi phục sức khỏe. Nếu muốn uống thuốc thật nhiều trong một ngày khỏe liền là việc không thể có. Người tu hành Phật pháp mỗi ngày đều phải nỗ lực tu tập. Ngay trong cuộc sống hàng ngày thường hành trì Phật pháp, tu dưỡng từ bi, đức hạnh, trí huệ, phúc báo thì mới có thể dần dần thành tựu Phật đạo. Ngày nay có người chủ trương tu đắc đạo thành Phật ngay lập tức. Họ học được một chút phép thuật cho mình đắc đạo, hoặc dựa theo pháp thuật nào đó được chút linh ứng cho là đắc đạo, hoặc giống như quỷ thần cho rằng con người sau khi chết biến thành ma, biến thành thần,
căn bản cũng không cần tu hành. Như thế, họ cho rằng giá trị Đức Phật đáng năm đồng tiền cũng không có. Đây là bọn người gian tà, bẩn cợt, hoặc là người không hiểu rõ Phật Pháp. Hàng phàm phu chúng ta từ vô thủy đến nay, luân hồi trong sáu đường, tích chứa phiền não, tham, sân, si, nhiều vô lượng. Nếu như trước đây những phiền não này chưa đoạn trừ, thì không thể đắc đạo chứng quả. Trước đây phúc đức trí huệ chưa được viên mãn, thì không thể thành Phật. Vì thế, Đức Phật là đấng viên mãn phúc báo, thần thông, đức hạnh, từ bi, trí huệ cao tột. Không phải có chút thần thông tự xưng mình thành Phật. Thành Phật là việc phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chẳng phải một khắc một giờ mà mong được, thì giống như uống một thang thuốc mà muốn bệnh đã lâu khỏi liền, bồi dưỡng một chút thì muốn hồi phục sức khỏe ngay. Tâm trạng của bệnh nhân là nóng nảy, là đau khổ, lại muốn mau hồi phục sức khỏe, cũng là chuyện thường tình. Nhưng vì sao trước khi chưa mắc bệnh không chịu chú ý sức khỏe của mình? Ngã bệnh rồi không chịu khó cố gắng tình dưỡng, còn thích nghe tin theo bọn gian tà nói lời đường mật, mê hoặc mọi người. Đây là nhược điểm rất lớn của con người, cũng là kẻ hở để bọn chúng lợi dụng. Người có kiến thức mà tính tình nóng nảy cũng dễ đánh mất lý trí. Chúng tôi chỉ mong mọi người dựa theo lý trí mà chọn lựa chánh tà. Chuyện 63: Lấy giả làm thật. Lời dẫn. Dân gian ta có câu: một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Chúng ta bị rắn cắn một lần thì cả đời cứ ám ảnh, ban đêm thấy sợi dây cho là con rắn mà sợ hãi. Đây là một loại bệnh tưởng. Người nhút nhát, bất cứ việc gì như gió thổi cây rung cũng tưởng là ma quái, cho nên việc gì họ cũng lo sợ. Nỗi sợ hãi luôn ám ảnh ngay trong cuộc sống hàng ngày. Có người bị tên trộm lén vào nhà, từ đó họ suốt ngày cứ lo đóng chặt cửa. Do đó mỗi người đều có nỗi lo sợ, nhưng cảm giác sai lầm thì nhiều. Ma, rắn, kẻ trộm thật sự đáng sợ như thế không? Có người chuyên đi bắt rắn, bắt ma làm nghề mưu sinh, có người bắt kẻ trộm làm nghề nghiệp. Tục ngữ có câu: rắn ếch rết. Ba loài này không khuất phục nhau. Rắn sợ rết, rết sợ ếch, ếch sợ rắn. Kẻ trộm sợ cảnh sát sợ cấp trên sợ dân sợ kẻ trộm. Như thế, ai sợ ai đây? Một điều chánh khắc phục dạng điều tà. Dạng điều tà không bằng một điều chánh. Người chánh tâm, chánh hạnh, chánh tri kiến thì cái gì cũng không sợ. Kẻ tà tri, tà kiến luôn có những cảm giác sai lầm, nên việc gì cũng sợ, chí khí ngất trời. Người có chí khí, ngay cả trời cũng sợ hãi, huống gì quỷ thần. Ngày xưa, có một đoàn hát kịch, gặp lúc quê nhà bị nạn mất mùa, nên chuyện cơm ăn áo mặc trở thành vấn đề nan giải cho cả đoàn, vì người dân không còn thích thú để xem hát. Do đó, đoàn hát không thể tiếp tục ở lại quê hương, họ chuẩn bị dời đi nơi khác biểu diễn để lo cho cuộc sống. Cả đoàn người, ngựa xuất phát từ quê hương đi suốt 5 ngày mới ra khỏi vùng thiên tai mất mùa. Mặc dù trên đường đi họ biểu diễn được dài 3 suất, nhưng thu nhập thì rất ít cũng chẳng thấm vào đâu. Một hôm, lúc về chiều, họ đi vào trong khu rừng. Lúc này mặt trời đã lặn xuống núi, không còn cách nào hơn, mọi người đành phải nghỉ chân trong rừng. Đến nửa đêm, vùng núi cao nguyên rất lạnh,
mọi người cùng đi kiếm củi khô, chất lại đốt lên để sưởi ấm và cũng nấu một ít thức ăn, ăn cho đỡ đói. Vào lúc nửa đêm, có một diễm viên lạnh rét run, ngồi dậy tiện tay kéo trúng y phục quá trang giả ma rồi mặc vào cho đỡ lạnh. Bỗng có một diễn viên khác thức giấc, chợt thấy bên đống lửa có một con ma. Anh ta hốt hoảng hét to lên bỏ chạy. Mọi người trong đoàn cũng tỉnh giấc, không hỏi nguyên do mà ai nấy đều tranh nhau chạy. Diễn viên mặc y phục hóa trang ma thấy mọi người chạy cũng chạy theo. Ai nấy đều thấy ma đuổi theo sau nên càng cố sức chạy, càng chạy càng sợ, càng sợ càng chạy nhanh hơn. Cả đoàn người băng rừng, treo núi, vượt sông, ai cũng sợ hãi. Mặc cho gai nhọn đâm bị thương khắp thân mình, anh chạy theo tôi chạy theo anh. Mãi khi đến lúc trời sáng, mọi người mới thấy rõ người mặc y phục ma là diễm viên trong đoàn. Có người hỏi, anh có phải là diễm viên trong đoàn chúng tôi không? Anh ta đáp, đúng vậy. Vì sao anh mặc y phục quá trang ma để dọa chúng tôi? Không có. Nửa đêm lạnh quá, tôi chịu không nổi nên ngồi dậy, kéo đại y phục này mặc vào cho đỡ lạnh. Khi tôi nhìn thấy mọi người chạy, tôi cũng chạy theo. Chúng tôi tưởng ma xuất hiện đến, mới bỏ chạy. Tại sao mọi người không nhìn kỹ một chút? Lúc đó mọi người đều hốt hoảng, ai đâu bình tĩnh mà nhìn kỹ. Lúc này mọi người mới yên tâm nói, chúng ta sợ hãi chuyện này quả thật quá oan uổng. Băng rừng lỡ suối cũng phí sức, cả thân bị thương chịu đau đớn, chỉ vì sai một ly đi một dặm. Bài học đạo lý: con người đến thế gian này có cha mẹ, con cái, anh em, chị em, vợ con, bạn bè đều giống nhau như một đoàn hát kịch. Mỗi ngày con người có biết bao nhiêu điều vui, buồn, mừng, giận, thành công, thất bại, giống như diễn kịch trên sân khấu. Kinh Kim Cang ghi, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt nước, như sương như điện chớp, phải nên quán như vậy. Nhưng hàng phàm phu chúng ta luôn diễn kịch vai diễn của mình rất xuất sắc. Có lúc nghe người khác nói những điều mình không thích thì đỏ mặt tía tai cãi nhau ổn tỏi. Có người vì 5 đồng tiền mà quyết chí tranh giành mày chết tao sống. Những màn kịch này ai làm đạo diễn? Nếu như thần làm đạo diễn thì thần quá tàn nhẫn, hoàn toàn đều xếp vào những bi kịch, tai kịch, khổ kịch. Theo ý của chúng tôi là chúng ta tự biên tự diễn thì mới đúng. Nhưng vì sao phải xếp vào khổ kịch mà không xếp vào hài kịch? Điều này phải hỏi lại chính mình mới được. Đức Phật dạy, nhân xưa muốn biết hỏi ai, hãy xem những việc nay mai kiếp này. Muốn biết quả báo kiếp sau, hãy xem những việc ngày nay ta làm. Vì thế, tất nhiên phải tự hỏi mình. Vui buồn, mừng giận là chuyện thường tình của con người. Cãi nhau ồn ào là việc khó tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng, việc nhỏ như hạt mè mà tạo cái ác nghiệp để đạt được mục đích, để rồi tương lai, nhiều đời nhiều kiếp chịu biết bao đau khổ, gây kết oán thù, luân hồi trong 6 đường báo thù lẫn nhau, mãi mãi không thoát ra được biển khổ luân hồi. Đây là điều quá oan uổng cho con người. Đức Phật dạy, biết quyển thì nên lìa, lìa quyển là giác ngộ. Chuyện 64: Tâm nghi bị ma ám. Lời dẫn: sinh tâm nghi ngờ bị ma ám. Câu nói này là sự hiểu biết trải nghiệm của người xưa. Ở đời có rất nhiều chuyện phải trái dẫn đến đánh nhau đều do tâm nghi ngờ. Thiền tâm nói: nghi nhiều thì ngộ nhiều, nghi ít thì ngộ ít, không nghi thì không ngộ. Đây là phương pháp dụng công tham thiền. Nhưng nói nghi ngờ theo người bình thường chúng ta là nguồn gốc thị phi phiền não. Nghi ngờ giống nhau,
nhưng có tà chánh khác nhau một trời một vực. Kinh Duy Ma ghi: trực tâm là đạo tràng. Người tâm ngay thẳng ở đâu cũng là đạo tràng tu hành, ai ai cũng là người tốt, tất cả hoàn cảnh đều là trợ duyên tu hành. Chúng tôi nói cách khác, người có tâm nghi ngờ đến nơi đâu cũng gặp chướng ngại, đều là thị phi, đều có ma quấy phá, hằng ngày luôn sống trong sợ hãi, chẳng có ngày nào được an tâm và yên ổn, cuộc sống đương nhiên là không tốt. Như thế, người không có tâm nghi ngờ thì đi đến đâu cũng thấy mọi người đều tốt, nhưng bản thân mình có thiệt thòi. Tục ngữ có câu: tâm hại người không có, tâm gây chướng ngại người cũng không. Chỉ có sinh tâm nghi ngờ thì bị ma ám, còn tâm ngay thẳng luôn thấy mọi người đều tốt, điều nào tốt hơn? Muôn sự ở thế gian đều dựa theo trí huệ mà chọn lựa tà chánh. Điều nên nghi thì nghi, điều không nên nghi thì không nghi. Cổ đức dạy: người mình nghi thì không nên dùng, người mình dùng thì không nghi. Đây là nguyên tắc tốt nhất nghi và không nghi. Ngày xưa có một ngôi nhà cổ mục nát rong rêu phủ kín, bởi vì nhiều năm không có người nên thường có ma, chẳng có ai dám đến ở. Một hôm có một người đi lỡ đường, vì gã đến đây trời đã về chiều nên hỏi thăm người địa phương: này anh, cho tôi hỏi nơi đây có nhà trọ không, hoặc có nơi nào có thể ở tạm được không? Người kia đáp: ở đây không có nhà trọ. Vậy có nơi nào ở tạm qua đêm không? Trong thôn này có một ngôi nhà cổ không có người ở, anh có thể đến đó tạm nghỉ. Nhưng tôi nghe nói ngôi nhà này thường có ma, nếu anh không sợ thì đến đó tạm nghỉ. Cảm ơn anh, thật quá tốt, quá tốt, tôi không sợ. Vì thế người lỡ đường đến ngôi nhà này. Bây giờ trời đã tối, lại có thêm một người lỡ đường đi ngang qua nơi đây, hắn cũng hỏi thăm nơi tạm nghỉ qua đêm. Người trong thôn cũng chỉ hắn đến ngôi nhà cổ và cũng nói là có ma. Hắn nói: tôi không sợ ma. Do đó hắn cũng đến ngôi nhà này. Gã lỡ đường đến trước ngôi nhà cổ muốn vào, nhưng cửa đóng chặt im ỉm. Gã cố sức đẩy mạnh để vào được bên trong ở trước. Trong lúc gã địch nghỉ ngơi thì không ngờ có tên lỡ đường đến sau xô cửa. Vì vậy gã chặn cửa lại nói: ác ma này, vì sao mới vừa tối lại đến quấy phá giấc ngủ của ta? Tên ở bên ngoài quát: con ma ích kỷ này thật đáng ghét, vì sao không chịu mở cửa để ta đứng ở bên ngoài? Nếu như ta phá cửa vào được, ta sẽ lột da rút ngân ngươi. Hai tên cãi lộn ôm sòm suốt đêm, cho đến khi kiệt sức vẫn còn đứng đó. Khi trời tảng sáng thì họ mới biết đều là đi lỡ đường. Bài học đạo lý: ở đời vì tâm nghi ngờ mà xảy ra nhiều chuyện phải trái. Kẻ làm chồng nghi ngờ vợ không còn trinh tiết, vợ nghi ngờ chồng ngoại tình cũng là việc rất bình thường. Còn tất cả những chuyện thị phi khác, phần nhiều đều do tâm nghi ngờ mà dẫn đến ẩu đả đánh nhau long trời lỡ đất. Chuyện này đâu đâu cũng có, kết quả hai bên đều thiệt hại. Nếu như chúng ta bình tĩnh giải quyết sự việc thì tất cả đều trở nên dễ dàng. Kế đến, cấp trên không thương cấp dưới thì cấp dưới không trung thành. Mặc dù nơi nào cũng có, nhưng nếu hai bên đều không có tâm nghi ngờ thì vẫn có thể duy trì mối quan hệ bền lâu. Nói không chừng gần gũi lâu ngày có thể hóa giải tâm lý xung đột. Bằng không cứ ấm ức mãi trong lòng, khi có cơ hội bùng phát ra thì không có cách gì hóa giải được. Hoặc tranh giành cấu xé nhau, toan tính hại nhau đều là việc xấu. Nếu như một người nghi ngờ mà người khác không nghi ngờ thì mới là thắng lợi cuối cùng. Nghi ngờ có thể tăng thêm sự hiểu biết, nhưng cũng đưa đến cãi nhau chuyện đúng sai. Điều này phải nhìn lại vấn đề nên nghi hay không. Chúng ta dùng người hay dùng vật cũng như vậy. Bản thân nghi ngờ không có tốt xấu, chỉ là dùng người có sai khác chánh tà, khôn dại. Nghi
có thể sinh ra oán hận, nghi cũng có thể phát sinh Phật, trí tuệ. Chỉ có khác nhau vì sao đưa đến nghi ngờ. Có hạng người vì sao sinh nghi ngờ bị ma ám, vì sao phần đông không sinh trí tuệ? Đây chính là vấn đề ứng dụng nghi ngờ, đúng không? Chuyện 65: Chuyển họa thành phúc. Lời dẫn: Cổ Đức dạy, họa phúc không đến cửa, chỉ có người tự mời. Quả báo thiện ác như bóng theo hình. Họa và phúc ở thế gian không có thời gian nhất định, cũng không nhất định chiếu cố người nào. Chỉ cần chúng ta thấy tâm người thiện hay ác mà xác định, hoặc xem hành vi của người làm việc thiện hay ác mà kết luận. Cho nên nói báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Báo ứng thiện ác có nhân đời trước mà chiêu cảm, cũng có duyên thiện ác đời này mà chuyển họa thành phúc. Do đó, thế gian có thiện tri thức hướng dẫn chúng sinh tu học Phật đạo hoặc hướng đến thiện đạo, nhưng cũng có ác tri thức dùng lời đường mật đe dọa, dụ dỗ, đưa mọi người đi vào tà đạo. Cũng có kẻ dẫn người vào ba đường ác. Có người theo thiện, nói điều thiện, khuyên người làm thiện. Cũng có kẻ nói lời gian trá, dụ dỗ mọi người tạo tội làm ác. Có người gặp thuận duyên, nghịch cảnh mà làm thiện, làm ác. Nhưng cũng có người gặp nghịch cảnh, nghịch duyên mà làm thiện, làm ác. Có người học Phật, gặp môi trường hoàn cảnh đầy đủ tốt đẹp, tinh tiến tu hành thuận lợi. Nhưng cũng có người thích lối sống buông thả, hoặc đắm nhiễm trong năm dục sống phóng túng, chẳng chịu nỗ lực tu hành. Cho dù họ gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, nhưng nếu có người bỗng đến hủy nhục mắng chửi, hoặc xem thường, hoặc gây tranh cãi, làm kích động ý chí của họ, làm cho họ quay đầu lại, tinh tiến tu hành, phấn đấu vươn lên thành tựu đạo nghiệp, sự nghiệp. Đây chính là nghịch tăng thượng duyên. Thế gian có rất nhiều nguyên nhân âm mưu hãm hại người khác, nhưng họ chuyển họa thành phúc cũng rất nhiều. Xưa kia, có một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, nhưng ả quen sống buông thả dâm đãng, hành vi lẳng lơ, ăn mặc khiêu gợi. Ả có tình nhân bên ngoài, tất nhiên ả không hài lòng người chồng của mình. Ả nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn tinh vi muốn hãm hại chồng mình, nhưng chưa có cơ hội để ra tay. Một hôm, thời cơ đã đến, vì chồng ả được nhà vua cử đi sứ đến nước khác. Ả liền làm 5 cái bánh có tẩm thuốc độc, giả bộ buồn sầu nói với chồng: "Thưa tướng công, lần này chàng đi sứ ra nước ngoài, thiếp lo cho chàng đi đường sẽ đói, nên thiếp làm 5 cái bánh này, chàng hãy mang theo khi đói lấy ra dùng." Người chồng nói: "Hiền thê, ta cảm ơn nàng vô cùng, ta rất quý trọng nó, sẽ mang theo luôn bên mình." Sáng hôm sau, anh ta lên đường. Khi đi đứng vùng biên giới thì mặt trời đã lặn xuống núi, lại không có nhà trọ để nghỉ chân, nên anh ta đành phải nghỉ dưới bên gốc cây. Vì sợ thú dữ nên trèo lên cây ngồi nghỉ. Lúc đó anh ta muốn lấy bánh vợ đã chuẩn bị đem ra ăn thì phát hiện bỏ quên túi xách ở dưới gốc cây. Anh ta định trèo xuống lấy tay túi xách lên thì ngay lúc này có 5 tên cướp đang đi tới gốc cây. 5 tên này lấy trộm rất nhiều châu báu và ngựa giỏi của vua nước láng giềng. 5 tên cướp đi đường xa, vừa mệt vừa đói, nên bọn chúng đến ngồi nghỉ bên gốc cây. Bỗng chúng phát hiện một túi xách, liền vội mở ra. Bên trong ngoài y phục còn có 5 cái bánh. Bọn chúng liền chia nhau mỗi thằng một cái ăn ngay tại chỗ. Không ngờ bánh có chất độc cực mạnh. Chưa qua một phút, cả 5 tên kêu la lăn lộn, tai miệng đều trào máu, chết ngay lập tức.
Sứ giả ở trên cây nhìn thấy năm tên cướp vô cùng sợ hãi, không dám nhúc nhích. Đợi mãi khi đến sáng thì anh ra thấy năm tên đã chết từ khi nào. Anh cũng không biết vì sao bọn chúng chết. Sứ giả thấy rất nhiều châu báu và ngựa giỏi, nghĩ chắc bọn cướp lấy từ trong cung vua, nên gom hết châu báu đặt trên lưng ngựa chở đến nước láng giềng. Anh ta đi được nửa đường, nhìn thấy ở phía trước một toán binh lính cưỡi ngựa rầm rộ đang đi về phía mình. Anh ta nghĩ chắc là binh lính của nhà vua, nên muốn đến gặp vua để trình bày rõ sự việc về số châu báu và ngựa giỏi. Nhà vua đưa anh ta về cung hỏi: "Ngươi là người nước nào? Được số châu báu này ở đâu?" Anh ta thưa: "Tâu bệ hạ, thần ở nước đó dân lệnh nhà vua đi sứ đến nước ngài. Giữa đường..." Nhà vua nghe sứ giả trình bày sự việc vô cùng cảm động, nên ban cho anh ta rất nhiều châu báu, lại phong làm quan. Nhưng những cận thần hầu vua lâu năm rất ghét anh ta. Một hôm có một đại thần đến thưa: "Tâu bệ hạ, gần đây có một con thú dữ thường đến xóm làng phá hại dân lành. Xin bệ hạ hãy cử sứ giả nước ngoài đến giết thú dữ là hợp lý nhất. Thần không biết ý của ngài như thế nào?" Vua nói: "Rất tốt, trẫm đồng ý." Do đó, nhà vua cử sứ giả này đi vào rừng sâu trừ diệt thú dữ. Anh ta vừa đi vào rừng thì con thú dữ xuất hiện. Anh ta sợ quá vội leo tuốt lên ngọn cây. Con thú ngẩng đầu lên há miệng gầm vang khu rừng. Anh ta quá sợ hãi run cầm cập. Kiếm đeo bên hông bỗng rớt xuống trúng ngay miệng con thú. Nó đau đớn lăn lộn gầm rú một hồi rồi chết. Sứ giả này lại lập công lớn, được nhà vua ban thưởng, vinh quang trở về nước. Bài học đạo lý. Câu chuyện này, sứ giả trải qua hai sự cố lại hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng có thể nói người trung hậu hiền lành nhất định chuyển họa thành phúc. Họa phúc ở thế gian theo nhau, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Người tâm ngay thẳng có thể chuyển họa thành phúc, kẻ gian xảo biết có chuyển được họa thành phúc không? Chuyện thứ 66, đơm hoa mà không kết trái. Lời dẫn. Người nói lý luận mà không có kinh nghiệm thực tế thì giống như biết mà không thực hành. Người thích nói những lời đường mật mà tâm không chân thật thì khác nào chỉ có lý luận cao thượng mà nhân cách thì thấp hèn. Như cây đơm hoa mà không kết trái, chỉ để ngắm nhìn mà thôi, chẳng có ích lợi thật sự. Tục ngữ có câu: nói được mà không làm được sẽ đọa 18 tầng địa ngục. Người chỉ biết nói mà không chịu thực hành, chỉ có lý luận suông mà không hành động thực tế thì giống như bàn diệt binh trên giấy. Có người thuyết pháp hùng hồn lôi cuốn mọi người, nhưng bản thân không chịu tu hành. Người có trí huệ mà không có định lực, khi gặp tài sắc rất dễ đắm nhiễm. Vì thế Đức Phật dạy: người có trí mà không có định dễ sa đọa, người có định mà không có trí chỉ tăng trưởng tà kiến. Người có thực hành tinh tiến tu tập mới có định lực, góp văn, tư, tu, tăng trưởng trí huệ. Chúng ta có thể thấy trí huệ và thực hành là việc cần nên làm. Ngày xưa, có một người chuyên nghiên cứu về đi biển. Nếu như giảng nói về việc đi trên biển thì hắn nói rõ tường tận. Khi gặp gió lớn phải lái thuyền đi như thế nào, gặp nước chảy xiết phải lái thuyền làm sao, khi thuyền cập bến hoặc thuyền chạy ngược dòng phải ứng phó như thế nào, vân vân, hắn đều thuộc lầu, nói thao thao bất tuyệt, giống như một thủy thủ lái tàu vĩ đại, làm cho mọi người vô cùng khâm phục. Gặp việc đúng lúc, khi các thủy thủ ra biển chưa được một tháng
thì thủy thủ lái tàu bị ngã bệnh, bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng anh ta vĩnh viễn ra đi. Vị thuyền trưởng nhìn biển cả mênh mông, chỉ trong thời gian ngắn mất đi thủy thủ lái tàu, mọi người đều buồn lo nhưng không dám nói ra. Lúc đó, gã chuyên nghiên cứu đi biển hùng hồn nói với các thủy thủ: "Các anh đừng sợ, có tôi đây, tôi sẽ lái tàu đảm bảo an toàn." Mọi người không còn cách nào khác, đành phải giao buồng lái cho hắn điều khiển. Lúc này, hắn gánh trách nhiệm nặng nề, mười mấy mạng người nằm trong tay hắn. Hắn ngồi chễm chệ trong buồng lái ra vẻ ta đây tài giỏi. Hắn lái tàu chạy bên này, quẹo bên kia. Tàu chạy được một đoạn thì bị chồng chành. Dường như hắn cũng chưa quen điều khiển. Khi tàu sắp cập bến, hắn không phanh tàu dừng lại mà chạy thẳng ra ngoài khơi, đâm vào đá ngầm. Kết quả, thuyền bị dở tan tành, chìm xuống đáy biển. Mọi người trên thuyền không còn ai sống sót. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, Khổng Tử nói: "Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Không nên mình không biết mà cố cho mình biết. Người thông minh lại bị sai lầm của sự thông minh. Ngược lại, chúng ta làm việc biết một phần làm một phần, biết hai phần làm hai phần, mới là người làm giỏi mà cũng là người thành công. Người không biết mà cố nói biết, hoặc không biết rõ sự việc mà cố nói biết. Chẳng những tự mình làm sai mà mọi người làm theo cũng sai. Đó là một thằng mù dắt nhiều thằng đuôi. Hay thích làm thầy mọi người, hoặc tự cho mình thông minh, đều là hại mình hại người. Phật pháp là biết, hiểu và thực hành. Có người chỉ đọc vài quyển kinh liền đi khoe khoang khoác lác: ta đây Hoằng Dương giáo pháp, chuyển đại pháp luân, được cảm ứng hoa trời rơi xuống lả tả. Nhưng phương diện tu trì, đức hạnh lại chẳng có. Họ dạy mọi người tinh tiến tu hành mà bản thân mình không chịu tu. Dạy người bố thí làm phúc đức mà tự mình lại chạy theo danh lợi, tài sắc, càng nhiều càng tốt. Đạo đức tu hành chẳng dính chút nào. Họ đem Phật pháp làm hàng hóa kinh doanh mua bán. Than ôi, buồn thay đời mạt pháp. Ngoại đạo nhìn thấy Phật pháp thù thắng, có nhiều tín đồ như thế nên muốn hưởng ké. Họ học lén nghi thức của Phật pháp để ứng dụng, hoặc đem giáo lý của Phật pháp chỉnh sửa lại rồi nói đây là Phật pháp kiểu mới, hay hơn kiểu cũ. Lại cũng là tinh yếu trong Phật pháp, chân lý bí quyết, cơ trời, trời ban. Bọn chúng tha hồ thổi phồng, tất nhiên có quảng cáo thì có người mua, phải không? Kỳ thực, bọn chúng làm đảo lộn Phật pháp, khiến cho mọi người cho rằng Phật pháp bị xen tạp, không thanh tịnh, chân chính. Nếu như người hiểu biết không chính xác, tình không theo đúng, thì không có mục tiêu, phương hướng đúng đắn, tương lai không có chỗ trở về thật sự, mới là điều oan uổng lớn nhất. Học Phật pháp quý ở sự tu hành, có giới, định, huệ. Nhưng có người chỉ cần biết nghi thức Phật pháp để tụng tán kiếm tiền là được. Có người nương theo Phật pháp để thu hút tín đồ cho đông. Chẳng những bản thân mình không chịu tu hành mà không biết dạy mọi người tu hành như thế nào. Chỉ cần làm nổi bật bề ngoài là được. Có người chỉ cần ở trước tượng Phật lại lục cầu khẩn, tín đồ đến lại theo là được. Những điều này đều là đơm hoa mà không kết trái. Vì thế, muôn sự ở thế gian cần phải có lý luận, có thực nghiệm, có đơm hoa, có kết trái, mới có lợi ích thật sự.